Xin chào cả nhà nhé. Nay mình quay cái chỗ mà mình nuôi cá Meta đây. Thì mới đầu chơi thì chưa có kinh phí thôi. Thì mình không có kinh phí thì cái sân này mình chưa cán lại nữa. Chưa cán xi măng để lùm tùm hết. Dán này thì mới xin về rằng mình làm cái kệ. Dán này cũng chắc lắm. Sơn xịt sơn là làm cái kệ bao đẹp luôn. Thì ba này là đầu tủ này nó bể rồi, để ra đây để ba cái này mình cắt ra nè, mình để vô, để cá vô. Này là mình phơm được cũng mấy con, thì mấy con này là mấy con hắc môn nha, hắc môn đây, hắc môn đây. Nói chung thì lần đầu chơi cá thì ai cũng mấy người mà không có điều kiện như mình á thì nhỏ nhỏ vậy thôi ha, có điều kiện thì nó khác, có điều kiện thì nó làm hoành tráng, là làm lớn lên. Mình chưa điều kiện thì mình làm nhỏ nhỏ thôi ha. Này là Dumbo hắc môn nha, đẹp bao đẹp. Mình tính để trong nhà mà tại vì giờ đã một này xíu nữa mình đem vô nhà cặp này. Này nè, con này là con Nemo, hắc môn Nemo. Hắc môn Nemo này mấy tháng ép một lần rồi, chóng. Này là Dumbo hắc môn, tại vì mình mới thay nước nhét. Mới thay nước chút nữa mình để vô nhà, thay nhét. Xin 7.000, 5.000 thì mình cũng có nữa, luôn. Qua Tết là mình có Muti nha, Muti Nemo. Này là hắc môn nè, hắc môn 7.000 nè. Bự hết rồi. Bự quá mình bỏ cái này. Mình tách ra bỏ nè. 7.000. Không biết có dính băng quyền nhạt không đây. À, thì cái sớm gì nữa nó cao kê, tối ngày ngày thường thì người gì cũng ca được, không có lỗi ngày nào, cho nên là quay video giờ lúc mình muốn quay được mà nó ca hát không trầm mới phải dính băng quyền không quay được, khổ lắm mà cả nhà. Này chí là mình thay nước, cái này mình tính thay nước sáng rồi chưa rảnh mà thay nữa. Còn bài này là 5k nè, nó 5k bự không, nước trong không, bài này bự rồi 5k cũng 3 tháng ha, mọi người nha, mọi người mua liên hệ mình nha. Đó 5k. Còn đây là cái giống nè, rồi mấy thùng này là Nemo, còn cái thùng này là guppy, guppy wood gì đó, guppy vàng á, màu vàng á, guppy á. Tại vì bữa đó mình mua một cặp 20k về, rồi giờ nó đẻ tầm 20 con, bự hết rồi. Mà mình tính để chơi chứ không bán. Này cũng 20 con á. Đó, cả nhà thấy không? Nó gọi nó thấy không? Màu vàng á. Bữa mua một cặp 20.000, về thế nào nó đẻ ra. Giờ cũng tháng mấy, 2 tháng à. Chưa tới 2 tháng không? Tới đây à, mà nó bự lắm. Cho ăn chứ nó bự chà bá, bự dữ lắm. Nhiều lúc mình làm video mình nói chuyện không được lót, cái nhà thông cảm nha. Cái nhà thấy cá mình được với nhà đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cho mình có thêm động lực làm video nha cả nhà. Quá trời cặp sớm nó cao kê sầm, không biết nhà có dính vô đây khổ thiệt chứ. Nó copy nó lội. Nói chung thì mình chưa có kinh phí làm lớn nha cả nhà. Cả nhà nhớ like
video, đăng ký kênh ủng hộ mình là mình vui rồi, có thêm động lực mình làm video nhiều hơn. Em này quá trời em sung em đẹp rồi, lát mình đem về nhà mình trưng chơi Tết. Hôm bữa tới 5 con này nè, 5 con hấp ngôn đâm bơm rồi mà người ta mua hết rồi, người ta vô tới nhà mua luôn đó, sung khỏe lắm. Cảm ơn cả nhà đã xem video theo dõi mình nha. Cảm ơn cả nhà.